Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tỉnh Yên Bái năm 2017. Hội nghị được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, giao thương hàng hóa, kết nối giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm của Yên Bái, đồng thời mời gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất hàng hóa của tỉnh, qua đó đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định những chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ thông tin về các nhà phân phối, đầu mối tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc trưng, thế mạnh của khu vực Tây Bắc, việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài, việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.